Xì, mới đâu về mà bị cảm luôn vậy luôn hả? Mới đi thảo cầm viên về. Ủa, ra thảo cầm viên làm gì? Ra ngoài coi thú. Trời, bộ mày tự ngắm mày cũng đã sao đi coi thú nữa? Tự ngắm mình hoài cũng chán lắm. Chứ con nào ngoài con ngắm gì nè? Hả, ngắm gì hả? Ngắm voi nè, đà điểu nè, hươu cao cổ nè, ngắm gái nữa. Thầy ha, cuối cùng cũng lòi ra cái vụ ngắm ơi, gái. Đàn ông mà à, đàn ông mà không ngắm gái chắc người ta nói mình đáy ngồi quá. Trời đất ơi, chuyện đâu riết văn từ dữ vậy mày? Vậy rốt cuộc có vớt được nhỏ nào không? Quá nhiều sự lựa chọn, nhưng mà cuối cùng cũng vớt được một em. Em có đẹp không? Màu gì? Màu cà phê sữa giống như chàng con vậy nè, y khuôn luôn. Rồi có dẫn nó đi đâu chơi không? Thì gặp ở ngoài sở thú, dẫn nó đi coi thú chứ đi đâu trời. Nghĩ bà hỏi đi coi thú xong có đi đâu chơi nữa không? Cà phê, cà pháo, nhậu nhẹt gì không? Hay hố theo khách sạn gì không? Trời đất ơi, mới gặp lần đầu dẫn đi khách sạn nó cho con ăn guốc liền á. Giỏi, đừng có làm quá, nó tưởng mày biến thái á. Thôi mà không sao đâu, mấy chuyện đó từ từ tính, không cần gấp. Bộ mày không thích mấy chuyện đó hả? Không phải không thích. Vậy sao nói không cần gấp? Gặp lần thứ hai rồi tính. Không giỏi đâu, cứ từ từ. Rồi sao? Thì hai đứa có dẫn đi đâu nữa không? Có chứ, dẫn nó đi Rubik's Zoo nữa. Rubik's Zoo là cái gì? Riết nản không ghê luôn á. Gà thí ứng. Rubik's Zoo á là trung tâm mua sắm giải trí, mô hình độc đáo mới lạ dữ lắm. Họ còn nói cho ba nghe nha, mấy cái gian hàng được thiết kế bằng toàn container không hà, đọc gì đâu luôn á. Wow, container mà cũng được thiết kế thành gian hàng nữa hả luôn? Trời ơi, rộng dữ lắm, gần 300 gian hàng lận. Ồ, hay vậy ta, không biết còn gian hàng nào trống ở ngoài không ta. Chi vậy? Thì để ba coi, con nghiên cứu coi có gì ba buôn bán được ra ngoài, ba đăng ký, ba thuê, ba mở. Ê, ê, ba mở đi, hay á. Qua mốt con ra ngoài con ăn uống con chơi miễn phí luôn ha. Nhưng mà chỗ làm ăn cấm dắt gái vô nha. Không có dắt đâu, hứa luôn á. Thề. Ừ, giỏi. Dắt vô hú theo thôi. Trời, đây suốt ngày hú theo hú tho không à. Thôi, chút nữa ra ngoài với ba, để ba tranh thủ đăng ký, kiếm cái gian nào mở ra bán nước nội đồ chơi. Chuẩn hết đường chỉnh luôn. Ngon. Mà theo con nghĩ mình bán gì được hả luôn? Không biết nữa, thôi bán luôn đi. Cái gì? Mày chịu để cho tao bán mày luôn hả? Nó giỡn đó má. Làm thiệt hả? Ông mày dám tụi con ông á. Ê luôn, hay là mình mở quán nhậu được không con? Thôi thôi, con bỏ nhậu rồi. Mày bỏ nhậu là chuyện của mày, còn tao mở quán nhậu là chuyện của tao. Dẹp. Ê luôn, ba mới vừa nãy ra một sáng kiến hay lắm. Bán cái này bảo đảm thắng chắc luôn á con. Hử? Bán gì thắng chắc nghe ngon vậy? Bà nói thắng là thắng. Bà với mày mở quán cày tơ đi ha. Thấy không ổn đâu. Thiệt không? Ừ. Mà tại sao không ổn? Thịt cày ăn đâu có ngon, với lại ăn cũng không có tiêu nữa. Chứ bây giờ bán cái gì? Bán trái cây đi. Trái cây là trái cây gì? Ông biết trái ứng không? Trái ứng á. Nghe lạ quá vậy. Trái đó ăn ngon lắm. Mà trái đó ở đâu có? Ông có đó. Mày có không? Tôi không có. Bà nội cha tự nhiên kêu bán thịt cày, lát trái ứng con đi bán đi, ngon hơn á. Ừ, coi chừng tao nghe luôn, con mất dịch. Còn ông nói chuyện nghe mất địch. Ủa gì bà Rubik's Zoo khi nào mới khai mạc gì luôn? Tôi không ngờ ông thiếu thông tin dữ vậy luôn á. Ngày 16 tháng 12. Chắc chưa? Chắc như cục sắt. Mà nó mở từ mấy giờ bây giờ? Các ngày trong tuần từ 15 giờ cho đến 22 giờ. Ở ngoài có biểu diễn cosplay, Carnival Brazil nè, Holi Ấn Độ nữa nè, ăn uống giải trí đã lắm. Tết này ra ngoài chơi là ngon là luôn á ba. À, Tết này có tính rủ con Lơn ra ngoài chơi không? Con Lơn nó bỏ con từ năm ngoái rồi ba không nhớ hả? Ủa sao kỳ vậy? Sao nó bỏ con? Nó bỏ con là tại vì con hôi quá. Mà ba phải công nhận mày hôi thiệt có luôn. Ngay cả ba cũng nói con hôi nữa hả? Tháng 8 con lần nói người ta hôi. Nhưng mà mày tự thấy mày có hôi không? Không có hôi. Thôi đi ra Rubik's Zoo với ba. Mà nằm ở đâu vậy? Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.